Rồi, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Đó, này tiếp tục bán giống tùng La Hán nha bạn. Đó, cái lô này thì cực kỳ đẹp nha, lông lá rất là nhiều luôn, khỏi phải chê đâu hết luôn nha bạn. Nè, dòng này thì nó cao từ 60cm, 70cm nha, 50 cũng có nữa. Đó, 50cm, 60, 70. Đó, 50cm, 45.000, 60cm là 50.000, 70cm là 65.000. Đó, anh em có nhu cầu mua loại nào thì cứ alo trực tiếp số điện thoại em nha, 0979582872. Lô này thì cực kỳ đẹp luôn rồi nha anh em, rễ rất là nhiều rồi. Đó, cái này hàng dâm cành nha, dâm cành hồi lúc còn tí xíu đến giờ nó cao 6-7 tấc vậy là rễ rất là nhiều rồi nha anh em. Đó, về chỉ việc anh em trồng xuống đất thôi. Đó, những cái cây 60-70 này anh em về có thể lắc thân được luôn rồi, mình sửa dáng mini hay gì tùy mình á, lắc thân để trồng luôn. Rồi anh em xem thấy hay thì cho em một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ em nha. Đó, anh em có nhu cầu mua cây giống gì thì cứ vào kênh của em xem nha. Loại này từ 20 cây trở lên mới bao ship nha anh em. Còn dưới 20 cây thì anh em cộng thêm 40k tiền ship nha. Đó, em bao ship từ 20 cây trở lên. Cây thì cực kỳ đẹp luôn. Rồi, xin chào tất cả anh em nha.